6 năm rồi à, vậy chắc còn trai tân đó. Chắc còn trai tân á. Con. Em cũng đã xuất hiện trong một phim rất là nổi đình nổi đám. Bộ phim đó chiếu vào dịp Tết. Phim đó là phim gì em? Dạ em không biết tên. Nếu mà bạn áp lực nhiều quá, nếu mà chỉ độ nhây á, em là nhây số 1. Lắng nghe con gái nói chuyện mà không bao giờ thấu hiểu được hết á. Em là Ngọc Hoa, em 26 tuổi, em là diễn viên tự do. Em tên là Trung Trương Tài, em năm nay 25 tuổi. Trung Trương Tài 25 tuổi, em làm công việc gì Tài? Em làm tài xế. Dạ, chào anh. Hi quạt. Hi quạt. Anh tặng. Này là dâu chứ không phải hoa. Dạ. Anh muốn lát nữa em có thể bấm nút để về làm dâu cho má. Bấm nút để về làm dâu cho má. Thôi, nó cũng giải trí lắm chứ bộ. Em tặng anh bài hát được không? Nãy em mất cúp, em ngồi em nghĩ ra anh bài hát. Từ từ em nhớ đã. Chết quên nữa rồi, từ từ. Anh ơi có bao nhiêu mấy ai xinh như em, vừa ngoan lại vừa hiền, anh kiếm không đâu xa. Anh ơi mau mau về thưa với cha mẹ, mau mau rước về làm dâu. Làm gì anh nhìn em có một con mắt nữa xíu vậy? Xích đây nè. Gì trời ông này. Thấy em sao? Dễ thương, mỏng miệng. Không, mà em thích. Mà em thích. Mà nói thiệt nha, 6 năm là chưa gì đúng không? Làm lẽ giờ về phải dạy đúng không? Em biết gì em dạy anh đó. Trời đất mẹ ơi. Trời đất mẹ ơi. Dạ em hỏi, em nói đùa vui vậy thôi. Em tới đây em có một cái mục đích thực sự rõ ràng, là em muốn một cái mối quan hệ mới. Và cái em đặt lên trên hết hàng đầu là người đó phải tài chính vững vàng. Ví dụ hôm nay anh chưa có thể, nhưng em muốn anh phải nói cho em nghe một cái kiểu, cái câu gì đó để em vững tin hơn. Anh có làm 4 cái câu hờ này. Cầm vô lăng anh vững vàng tay lái, chờ lên hàng anh nghĩ về tương lai, cơm đường cháo chợ qua ngày tháng, gom tiền gửi hết vợ tương lai. Trời ơi, còn gì để mà nói nữa. Trời ơi. Dạ. Gom tiền gửi hết vợ tương lai. Trời ơi. Hai người nắm tay nhìn nhau coi. Rồi nhìn cổ đi, nhìn thẳng vô mắt cổ. Em có mong muốn cô gái này là một nửa yêu thương của mình không? Dạ mong. Muốn phải mạnh lên coi. Tôi muốn đó. Tôi muốn. Em tên Nguyễn Minh Thông, em đến từ Tây Ninh, năm nay em 25 tuổi, em là giám sát, em làm khu vực của Tây Ninh, ở Tây Ninh. Em tên là Thanh Thảo, năm nay em 23 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn thư tại trường mầm non thuộc huyện Củ Chi. Mình có món quà và đặc sản của Tây Ninh mình. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh nè, giống hoa cưới. Đây là một bó hoa lần đầu tiên em làm, tự tay làm. Còn cái ý nghĩa thì anh tự mở lá thư cho em coi ạ. Dạ rồi, cảm ơn. Mở lá thư ra đi Thông. Dạ. Ông chạm điện không cứng đơ người hết trơn, hết hoạt ngôn nổi luôn rồi đó. Biết chưa? Gì vậy? Bấm dạ, luôn em kiếm cái nút bấm luôn. Bấm luôn. Kiếm cái nút bấm luôn. Anh nút ở trên, anh cái nút ở trên. Ủa đọc cái gì mà bấm luôn thì đọc đi. Đọc lên đi anh, đọc lên đi. Anh có thích ăn ngọt không? Nếu có thì giờ đổi của em. Dạ, nguyên câu là anh có thích ăn đồ ngọt không? Nếu có thì về đổi của em nhé. Thật rồi em ơi, em thiếu chữ đồ. Tại vì em đi đến đây là chị. Anh có thích ăn ngọt không chứ không có ăn đồ. Dạ để em xem. Ăn đồ chắc ăn ngọt. Nói nghe nè em, lý do gì mà em tặng một cái chùm bông như bông cưới vậy? Dạ, tương lai luôn á chị. Em khẳng định là ngày hôm nay là em sẽ rinh được nàng về dinh đúng không? Dạ, tại vì chương trình nói là đến rước người yêu. Em không có nghĩ là đến đây để tìm người yêu, mà em đến đây để rước người yêu. Để rước người yêu luôn, dạ. Trời ơi, duyên dáng dễ sợ thiệt á. Rồi cảm nhận về nhau đi hai đứa. Anh thấy em như thế nào ạ? Em cũng dễ thương. Chân thành đi anh, thật lòng mình nói đi. Đúng em có rồi. Mặt không? Thì anh cũng có thua gì em đâu.
Không, thật sự thì mình mập mình dễ thương mà. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Em thấy anh sao, sao? Dạ em thấy tính cách của anh thì hiền, ngoại hình thì cũng dễ nhìn. Tại còn em nhìn đây dễ nhìn thôi chứ thiệt ra ngoài em nhìn khó cũng khó nhìn lắm. Khó nhìn là sao anh? Bụng bự. Không, bụng em cũng bự. Cái đó mình giống nhau rồi, không em không có quan trọng gì đâu. Tới đây anh thấy em là ok rồi, không còn nói để hỏi gì nữa hết á. Nói nghe nè, giờ hai đứa thử ra nắm tay nhau coi có điện có đúng nhịp không? Xong rồi hát rồi hát đúng nghe. Một cái là hát một bài. Đúng biểu, rồi. Biểu hiện cái tình cảm của mình liền. Tiến tới đi Minh Thông. Cô này là chắc chắn hát hay nè, không biết anh kia làm sao đó. Đừng giật em, giật điện mạnh quá anh ơi. Trời ơi em hết hồn luôn. Điện mạnh quá giật. Thấy ghét không? Duyên dáng dễ sợ. Hai tay. Nắm vậy nè anh, nắm vậy mới đúng. Nắm hai tay luôn. Đúng rồi, nhìn mắt. Đó. Có thể hát cho nhau nghe đi. Dạ, đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát. Cũng giống như kèm món quà gửi cho anh, bài hát được mang tên là Quà cho anh. Những món quà nhỏ bé chứ một tình yêu lớn. Tình yêu đó mới cho riêng tặng anh. Và em chỉ ước mơ lấy thôi một điều, tuy đơn giản nhưng ngọt ngào. Muốn có tha thiết một đôi mắt hiền, muốn có mát một bờ vai em. Em yêu nụ cười mỗi ngày anh đến. Và em yêu những nụ hôn anh vẫn hay trao. Muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu. Muốn những câu hứa không hề thay đổi. Tim em luôn cần những lời quan tâm. Để hôm nay em biết anh còn yêu em. Sau chương trình này em sẽ về sẽ không nghe nhạc nữa. Dạ tại vì có bạn này hát hay quá rồi không cần nghe nhạc nữa. Bây giờ em đáp lại dạ, cho chị. Anh thì tới đây anh cũng chuẩn bị một bài hát để tặng cho em. Nhưng mà anh hát thì không được hay. Nhưng mà em ráng lắng để mà nghe. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình. Một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm. Và anh giữ gió rét không để gió bay qua. Sợ lành em thức giấc bởi anh quá yêu người. Rồi, ok, về chỗ đi. Để em đi kiếm. Em ơi, ở xào tí nữa em. Tay em ngắn quá. Thôi tôi đi về. Hết vai trò luôn rồi. Không còn cái gì để nói. Dạ chương trình đến đây là kết thúc. Sao hai MC em nói lên nè. Thì tự hung luôn đi. Tự làm đi. Nếu coi rồi tự con, làm. Con xin phép bác cho con. Em tên là Lê Văn Nam, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình. Bao nhiêu tuổi? Em 35 ạ. Hiện tại em đang quản lý doanh nghiệp riêng của mình. Em tên là Thùy Dương, hiện tại em 31 tuổi và đang là quản lý của một chi nhánh trung tâm ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn. Mình có món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Cái món quà này là em đã mang về trong một chuyến lang thang đi du lịch bụi ạ. Em mong là anh sẽ vừa nó. Anh có thể mở ra không? Dạ, có. Cái hình này là cái bản chữ cái của bên Lào ạ. Em mới đi phượt hồi Tết vừa rồi. Khá là đẹp. Cảm ơn em. Dạ. Và chúng ta bắt đầu trò chuyện ha. Em có hai câu hỏi muốn hỏi anh. Thứ nhất là sau này khi mà anh có vợ rồi á, nếu như vợ anh không đi làm thì anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể nuôi được một gia đình gồm có hai vợ chồng này và hai đứa con, và bên cạnh đó là chăm lo cho bố mẹ bên nội bên ngoại, tức là hàng tháng mình phải gửi tiền về cho bố mẹ tiền á. Hiện tại thì cái đó đối với anh thì có thể làm được. Trong cuộc sống sau này á, thì anh sẽ cố gắng để làm những gì tốt đẹp nhất để phát triển cái gia đình mình. Còn câu hỏi thứ hai, em là một người rất thích đi du lịch và mỗi một năm em đi như vậy ít nhất là một chuyến tới hai chuyến hoặc có thể hơn. Thì không biết sau này ví dụ như mà em lấy anh á, thì có gia đình có con rồi nhưng mà em vẫn muốn đi như vậy thì anh có ủng hộ hay không? Tại vì
Có một số cặp vợ chồng khi mà có con rồi thì người chồng muốn người vợ là phải ở nhà chăm con hay là chăm sóc cho gia đình, là nấu ăn này nọ các kiểu mỗi ngày như vậy. Thì em không có đồng ý với cái quan điểm như thế. Đi du lịch anh cũng rất thích, tại vì anh đi du lịch nhiều mà. Cái chuyện mà ở nhà chăm con thì anh cũng không phải là khắt khe lắm. Tức là cái khả năng tài chính của mình muốn đi được nước nào đó thì mình sẽ cùng nhau đi. Và đó là cái hạnh phúc thực sự của gia đình mình. Em chia sẻ thêm chút xíu nha. Ở Việt Nam mình thì em đi gần như là hết rồi. Chỉ còn có vài tỉnh chưa đi thôi. Còn ở Đông Nam Á thì em cũng đi khá khá. Và châu Á thì em cũng đi được vài nước. Thì sau này em mà đi á thì em chắc chắn là em sẽ đi những nước tiên tiến hơn. Châu Âu. Dạ đúng rồi. Châu Mỹ, dạ, châu Phi. Dạ chính xác. Thì nó tùy thuộc vào cái tài chính, tùy thuộc vào khả năng của mình đi tới đâu đó. Nếu giờ mình mà không có đáp ứng được đủ để đi tới châu Âu á, thì mình đi dần dần nó tới vậy. Cho nên em mới muốn hỏi anh là anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể tài trợ được cho em đi những chuyến châu Âu, châu Mỹ hay là xa hơi không? Cái đó thì nó còn một cái chặng đường dài đó. Nếu kẹt mà chưa đi được ba châu đó rồi tạm thời mình đi châu Đốc trước đi. Thì từ từ tới mấy châu kia. Em tên là Võ Thị Được ạ, năm nay em 22 tuổi. Quê em ở Sóc Trăng. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại huyện Hóc Môn. Con tên là Lê Đức Mai Lâm, sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Con là làm nhân viên văn phòng ạ. Và con đến đây với là người em song sinh của con. Hai anh em nhìn khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ nó có cái gì đó giống nhau. Thần giao cách cảm kìa. Thấy được, có được không? Dạ, con thấy được, rất là được luôn. Nhìn dễ thương. Dễ thương với kiểu như là rất là được. Nếu mà Lâm nó không bấm thì con đây con bấm cho. Bắt đầu đi Lâm. Dạ. Anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Với lại cái này là cây sen đá. Rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng xin tặng cho em một bài hát. Trước khi hát thì cho anh đặt cái hộp quà này xuống. Rồi, vô. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng. Anh còn bên em, có phải không? Tăng ta răng tăng tăng. Tăng ta răng tăng tắt. Trời mang ánh sáng năm tháng tư bề, dẫn tăng anh về chung lối. Trời mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Tìm về em, người chàng khiến em lẻ loi. Rap luôn. Rap luôn. A, B, C, D. Em nhớ rap. xin lỗi mọi người, em nhớ rap. Rồi, dễ thương. À, quay mặt qua kia kìa được. Đó. Ủa gì sao vậy được? Được, Lâm nó quay qua em, quay qua đây được. Hai đứa phải quay qua nói chuyện với nhau chứ được. Ủa? Ông nội đó nha, ông cùi lùm lum trò nha, ông lắm trò lắm nha ông nha. Thì điều đầu tiên em thấy cảm nhận anh là người như thế nào? Em thấy anh cũng dễ thương. Cảm ơn. Vui tính nhưng mà... Nhưng mà sao? Hơi tăng động xíu. Tăng động. Kìm lại được không? Ok, kìm được. Anh sẽ lắng nghe, sẽ kìm lại. Do mình lên chương trình mình phải thể hiện hết mình. Cho về nhà anh im ra, anh nói gì đâu. Anh thấy em sao? Nhìn đầu tiên á, thì thấy một cô giáo mầm non với cái thân hình với là cái gương mặt nhìn rất là con nít, rất là thích. Anh còn thích đây vẫn chỉ là con nít. Hết 3 phút cho ta. Bây giờ nói chuyện hẹn hò nè, ở dạ, Bình Phước rồi. Với lại Hóc Môn mình dạ. Hẹn hò sao? Ví dụ mà mình thích nhau thì mình có thể từ Bình Phước mình sẽ dọn lên được trên Hóc Môn để gần em hơn. Giống như là em bị bệnh đúng không? Anh không bị bệnh thì anh sẽ mua cháo tới cho em. Còn ngược lại, anh bị bệnh đúng không? Em không bị bệnh, không biết em có được mua cháo tới cho anh không ta? Em không gần đường lắm. Em sẽ gọi ship cho anh được không? Vừa em lắm. Không sao, nếu mà bé bệnh em cứ mua cháo xuống cho bé. Còn em bệnh chị mua cháo lên tới nơi cho em. Chị đi làm em. Anh sẽ trả hết tiền ship. Chị giao cháo lên chị không tính ship luôn. Đích thân chị giao. Chị đi sang đi. Ok. Em rất vui khi mà gặp anh ở đây. Và thật là cảm ơn chương trình khi mà đã cho cơ hội để mà chúng ta được tìm thấy nhau.
cảm xúc của em bây giờ nó... Cô nói thật ra cảm xúc của mình. Nó có gì đó nó không chắc chắn lắm. Nhưng mà vẫn mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Dòng đời cũng đưa đẩy, em ế tới giờ. Em rất là thích ngủ. Ngủ từ ngày này, ngủ qua ngày khác. Ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gặp. Và cũng hơi lười, cũng giống như bạn trai vậy đó, là lâu lâu có lúc xiên, có lúc lười. Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi. Đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Em thích người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Nói chung nhìn anh gương mặt sáng đó, hợp với em. Hợp với... Em cứ nghĩ là con em cũng như con anh, mà con anh cũng như em thì sẽ được. Nửa về bên kia làm chồng, ở đây vợ quá. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần lên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.